Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình đào coin mới. Chương trình hôm nay có tên gọi là Tham Farm. Thì ứng dụng này được công ty sở hữu của nó là Chorotech phát hành. Và các bạn có thể xem ở đây, xem trên Twitter. Twitter của Chorotech này. Chorotech thì đang có một đồng coin đã được niêm yết, đấy là đồng Tham. Và giá trị của một đồng tham bây giờ là vào khoảng 30 đô. Đó. Cái tham farm này thì là một cái chương trình mới ở trong cái các cái dự án của họ. Và cái đồng ở trong tham farm này là đồng second. Đây. Đồng second các bạn nhé. Thì cái đồng second này là chưa chưa được niêm yết nên là nó đang cho chúng ta đào miễn phí. Công ty này thì đang được follow bởi khá là nhiều dự án. Đây, các bạn có thể xem ở đây. Khá là nhiều dự án follow. Và dự án này đang được gọi vốn khoảng 44 triệu đô. Đó. Khi nào mà ra airdrop thì chúng ta sẽ có thể đổi đồng second này thành USD nhé. Còn hiện tại là các bạn cứ chỉ đào chơi chơi vui vui thôi. Đấy. Còn cách đào thì các bạn sau khi mà đăng ký xong này, các bạn vào mở ứng dụng lên và nhấn vào phần farming thì nó sẽ tự động đào cho các bạn và không không cần phải làm bất cứ một công việc gì khác nữa. Bạn nhấn vào farming xong là bạn tắt đi thôi. Sau khoảng 4 tiếng thì các bạn quay lại và nhấn claim rồi nó lại tự động đào lại. Hiện tại thì nó đang được x2 tốc độ đào nhé các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy chữ x2 ở đây. Đó. Còn để mà kiếm nhiều tiền hơn thì các bạn vào phần tag. Ở đây nó cho các bạn các cái nhiệm vụ như là follow Twitter, vậy đăng ký Telegram. Đấy. Nếu mà bạn chat rep ấy thì các bạn bỏ đi hai cái phần này nhé, hai phần subscribe. Channel ở trên Telegram này, hai cái này vì mình đã thử làm trên máy tính và không không làm được hai cái nhiệm vụ này, còn trên điện thoại thì mình không rõ. Đấy. Thì mỗi lần làm nhiệm vụ này xong thì nó cộng cho 100.000 đô. Đấy, 100.000 đô, đô này là đô ở trong ứng dụng nhé chứ không phải đô ngoài đời đâu. Đấy. Tiếp theo là phần mời bạn. Phần mời bạn thì nó có chế độ rep 5 tầng. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ quan tâm đến cái đầu tiên này thôi. Vì mình chép rep thì mình chỉ chép một phát thôi. Đấy. Thì mỗi mỗi rep mình mà bỏ hai cái nhiệm vụ kia đi thì sẽ được là 150.000 đô cho một lần cho một một rep. Đấy. Thì khi mà rep của bạn thực hiện xong mấy cái tag kia ấy thì nó sẽ tự động có số số tiền ở đây và để cho bạn nhấn claim. Đấy. Còn phần wallet này thì nó đang phát triển nên chưa có đâu nhé. Khi nào airdrop thì chắc có. Kèo này thì khá là tiềm năng nên là các bạn cứ đào dần thôi. Bởi khi nào nó mở airdrop thì anh em lúc tiền. Đấy. Còn cách cheat thì vẫn như bình thường là fake IP và mở các tele khác nhau ra. Đăng ký xong rồi và làm nhiệm vụ. Và làm nhiệm vụ xong rồi tắt đi. Thế là xong. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.